thế lực mới chuẩn bị cướp nồi cơm của người livestream bán hàng. Mối đe dọa mới là gì mà khiến không ít người livestream bán hàng lo lắng? Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã chứng kiến sự trỗi dậy của các ngôi sao nhạc pop, người mẫu thời trang và thậm chí là cả người yêu được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo AI. Còn ở thời điểm hiện tại, AI đang đột phá thêm một lĩnh vực khác ở đất nước tỷ dân, ngành công nghiệp livestream khổng lồ. Livestream bán hàng là hình thức cực kỳ phổ biến tại Trung Quốc. Các phiên phát trực tiếp thường có sự tham gia của người dẫn giới thiệu hàng loạt sản phẩm cho người theo dõi livestream. Nếu ưng ý, họ có thể đặt mua qua nút mua hàng được tích hợp trong ứng dụng. Theo Sixstone, hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 140 tỷ USD hàng hóa đã được bán thông qua hình thức này vào năm ngoái và hơn 10 triệu người đang làm nghề dẫn livestream bán hàng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI trong thời gian qua được nhận định là có nguy cơ khiến nhiều người trong số đó mất việc. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent đã ra mắt một nền tảng cho phép tạo nhân vật ảo bằng AI với khả năng dẫn các phiên livestream và nhiều công ty nhỏ hơn khác cũng bắt đầu cung cấp dịch vụ tương tự. Trong Yatao, một nhà sáng lập hiện điều hành startup kinh doanh người dẫn livestream ảo ở Hàng Châu cho biết, trong 6 tháng đầu tiên, anh đã cung cấp 500 người cho các công ty chuyên phát livestream. Theo Song, quy trình rất đơn giản, chỉ cần một camera, 5 đèn chiếu sáng, một phông nền màu xanh và 5 phút ghi hình với người thật. Sau đó, người dẫn livestream ảo sẽ được đào tạo để thực hiện việc này. Chỉ cần nhập kịch bản bằng chữ hoặc bản ghi âm, AI sẽ dẫn chương trình cả ngày và có thể nói rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, điều mà ít người làm được. Song cho biết thêm, đại diện bán hàng của một công ty công nghệ cho biết, người dẫn chương trình ảo có thể được sử dụng trong livestream bán hàng, video quảng bá du lịch hay bất động sản của các công ty. Theo một số chuyên gia, người dẫn livestream bằng AI có một số lợi thế nhất định. Đầu tiên, trong bối cảnh thị trường livestream bán hàng cạnh tranh gay gắt ở Trung Quốc, các công ty thường gặp khó trong việc thuê và giữ chân người dẫn livestream có kinh nghiệm. Họ thường phải trả 2.700 USD, khoảng 64 triệu đồng một tháng cho vị trí này. Trong khi đó, nếu mua người dẫn livestream ảo, họ chỉ phải trả số tiền chưa đến một nửa là 1.100 USD, khoảng 26 triệu đồng cho nhân vật, có thể tùy chỉnh hoặc ít hơn cho nhân vật thông thường. Ngoài ra, người dẫn livestream ảo không cần ăn uống mà vẫn có thể làm việc 24/7, miễn là có người thật thay phiên vận hành. Những điều trên đã làm dấy lên lo ngại rằng thế lực mới này sẽ cướp công việc của hàng chục triệu người ở Trung Quốc. Mặc dù vậy, hình thức này vẫn tồn tại hạn chế. Zhang Junyu, người hướng dẫn tại một trường đào tạo người dẫn livestream ở Hàng Châu, nhận định, các buổi livestream thường kéo dài từ 3 đến 4 tiếng hoặc lâu hơn. Điều đó đòi hỏi người dẫn phải đủ linh hoạt và duyên dáng để thu hút nhiều người xem nhất có thể. Theo Zhang, Shoptainment kết hợp giữa mua sắm và giải trí đang là xu hướng toàn cầu và người Trung Quốc không phải ngoại lệ. Vì thế, để giữ chân khán giả lâu nhất có thể, người dẫn chỉ đọc kịch bản có sẵn là chưa đủ. Tôi cho rằng sẽ mất nhiều thời gian để AI có thể dẫn dắt livestream một cách thu hút như người thật. Vậy nên hầu hết những người làm nghề này có thể yên tâm phần nào, ít nhất là ở thời điểm này, Zhang chia sẻ. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.